Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức hội nghị thúc đẩy kết nối liên kết sản xuất thuộc dự án chuỗi liên kết và tiêu thụ thanh long năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu được nắm thông tin thị trường và định hướng liên kết sản xuất, quán triệt các chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ thực hiện nghị quyết số 07 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giới thiệu quy trình thực hiện đăng ký cấp mã số dùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu vào thị trường các nước, các tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất và chính sách hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn, kết nối các doanh nghiệp đầu vào đầu ra với các hợp tác xã, trang trại trên địa bàn tỉnh qua hội nghị nhằm tạo điều kiện giới thiệu kết nối các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra nông sản, thúc đẩy kết nối liên kết, tháo gỡ những vướng mắc của người nông dân, hợp tác xã trong sản xuất cũng như tiêu thụ nông sản trong thời gian tới.